Hello, every student. Okay, now we learn the new word first. Ta còn vô tình học nếu dân riêng biệt mấy sân môn này dân chỗ mê riêng tỷ buôn bỏ dân là con chung phụ. Chapter 2 English English Match Match Science Science Geographies Geographies Physics, physics, Khmer, Khmer, everyday, everyday, quarter past, quarter to. Ta, yên, chắc đàm, tao mê đi bây giờ. Ok, ta dương chắc đàm, sắc xa mê đi dương. Tại đó mà ta bị dương riêng. Chapter 2, Good Student. Unit 4, I study English. Unit 4, I study English. Mê riêng tìm buồn, khi nhóm riêng phía xa English. Study, study, nó cứ riêng, rư có sắc xa. Study, English. What time do you have class? Ta nhạc riêng nó mau phần mạng. What time nó cứ mau phần mạng. What time? Have class nó cứ lịch dân ta đi xma lịch biệt ta riêng đài biệt class. Bỏ bỏ biệt mùi mùi. Have nó mới đi tham miền. Class nó cứ thật nặng. Chẳng have class nó cứ miền thật nặng. Rồi cái dân ta riêng, theo class. Do you remember the day of the week? Ta đã chọn chẳng ngày này sắp đá thế. Ở những lên kèm. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Trên Monday nó cứ thằng ngày chẳng. Tuesday, ngày ông kia. Wednesday, ngày bột. Thursday, ngày bột hòa. Friday, ngày sọc. Saturday, ngày sau. Sunday, ngày tật. Chúng phố trọng trầm thằng ngày thằng ngọt nâng thế. Which subjects are they? Ta phụ viết cứ chia một vị chia vậy khả. Chẳng rằng xong tốt. Ta phụ viết cứ chia một vị chia môi nà. Which. Ta phụ viết cứ chia một vị chia môi nà. A, B, C, D, E, F. Chúng cực rụp kia từng ớt nó ngại. Ta trao chừng môi nâng mục chia môi nà. Geography. Phùng bình chia. Mat. Cần đợt chia. Science. Bình chia sắc. Khmer. Mục chia khmer. English. Ông lễ. Physics. Rubi chia basic. Listen and check. Did you guess right? Ta đã thu ti trầm trầu rồi thế. Chẳng bốn ai thì mất một lần đập. Ok, now listen. The recording. TypeScript 2.4.2. Hi, I'm Dara. I called to TypeScript 2.4.1. Geography. Geography. Physics. Physics.
English. Science. Come on. Okay. Listen to Dara talking about his class. Are they the same as yours? Okay, stop tau Dara. Nhiệm ông P thân ạ là bỏ quạt. Tao phụ bia đôi chân thân ạ là bỏ nẹ ra được tề. Tạp ồn, tạp, thêm ní. TypeScript 2.4.2. Hi, I'm Dara. I go to school every day. On Monday, I study English and physics. I study English at 8 o'clock and physics at 10:30. On Tuesday, I study maths at 9 and Khmer at 2 p.m. I study science at 9:30 and English at 3 p.m. on Wednesday. On Thursday, I have science and maths classes from 8 to 11. I have an English class again on Friday at 8. On Saturday and Sunday, I play with my friends. Saturday and Sunday are my favorite days. Okay. Listen again and complete the table. Tập 1, tập đầu tiếp, hai bằng bình, không ta làm đi. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, listen again. TypeScript 2.4.2. Hi, I'm Dara. I go to school every day. On Monday, I study English and physics. I study English at 8 o'clock and physics at 10:30. On Tuesday, I study maths at 9 and Khmer at 2 p.m. I study science at 9:30 and English at 3 p.m. on Wednesday. On Thursday, I have science and maths classes from 8 to 11. I have an English class again on Friday at 8. On Saturday and Sunday, I play with my friends. Saturday and Sunday are my favorite days. Các con mời ra tổng bộ trong chống lục rụt bọc rải bồn đậm bày bốn nghi dấn tổng bộ bì rồi tập muối bồn khởi thế. Every day at school. Chỉ riêng rất ngay nào ai sẽ là riêng. Dara như vậy thả. Hi, I'm Dara. Sức đấy, phim Dara. I go to school every day. Phim tàu sẽ là chỉ riêng rất ngay. On Mondays, rất ngay chẳng. I study English and physics. Phim riêng thì sao ông Kles. Hay nâng rưu vị chiếc. I study English at 8 o'clock. Nhóm riêng phía xa ông kế. Nó mong rộng bầy. Hai nâng rưu bị chia. Nó mong đọc xam sắp nị thị. On Tuesday, nó thằng ngày kia. I study maths. Nhóm riêng cần đợt bị chia. At lunch, nó mong rộng buồn. And class at 2 p.m. Hai nâng phía xa khmer. Nó mong bì. I study science at 9:30. Nhóm riêng vị trí sạch, nông mong phần buồn sạm sập. Hai nông phía sau ông kế, nông mong bày thị ẩm. On Wednesday, là thằng ngày bột. On Thursday, là thằng ngày bỏ hoa. I have science and math classes. Nhóm riêng vị trí sạch, hai nông cân đơn vị trí. Vì mong phần bấy, nông mong đọc mùi. I have an English class again on Friday at 8. Nhóm riêng ông lê đón tiết là thằng ngày sọc. Nhóm riêng thằng ngày sọc. Nhóm bọc nhóm ngày sọc nó cứ miền ông lê đón tiết. Nó mong vậy. On Saturday là thằng ngày sáu. And Sunday hay là thằng ngày ở Tết. I play with my friend. Nhóm lê chỉ muốn bật phép ở bọc nhóm. Saturday and Sunday ngày sáu hay là thằng ngày ở Tết.
are my favorite day. Cứ chính thức ngay để chơi chất chính kế rồi bỏ nhỏ. Chẳng bật sân bồn miền ca bị bạc và nóng ca bồn quánh. Bồn ai mơ là tùm bò càng trống bì rời đọc mùi hay dùng bồn quánh mó ta màn đế ngày ngày chán nó ngại màu bấy. À, thôi ấy, mẹ đã riêng đấy kê. Đấy, bồn ai mơ mó. Listen and repeat. Remember, when do you have English class? Ta nè riêng ông lê nó bê nà, mẹ ra miệt thả ông lê nó bê nà. On Monday, nè thằng ngày chẳng. What time do you study maths? Ta nè riêng cần đợi chiến nó mong phần mạng. I study maths at 9:30. Khiêm riêng cần đợi chiến nó mong phần bốn. Sam sắp. Textscript 2.4.3. When do you have English class? When do you have English class? On Monday. On Monday. What time do you study maths? What time do you study maths? I study maths at 9:30. I study maths at 9:30. Okay. Make your own timetable in your notebook. Thơ ta ràng, mình là cao phía to rồi luôn. Nè, là không xin phấu còn ta ràng rồi bỏ nè. Nè, bốn xế luôn ái. Monday, ở màu bóng má, riêng ấy kế. Mong còn má riêng ấy kế chẳng đôi cao bị phía bóng ôn chẳng bọn ai sẽ luôn ai mà rồi cả ai mơ cao bị phía bóng ôn lắm sẽ có bạn. Ask and answer question about your partner. Số hai nâng trả lời dùng lùa ông bí đại cú đồ bọt nè. What time do you have English? When do you study science? Okay, answer. I have English on Mondays and Friday at 8:00. I study science on Wednesday and Thursday. Okay. Bây giờ khi chúng riêng ông lễ là ngày chán hay ngày sọc nó ngon rộng bầy. Chúng riêng bị chỉ xa. Nơi thằng ngày bột hay nơi thằng ngày bột quả. What time do you have class? Ta nè riêng nằm mong phần mạng. What time is it? Ta vì mong phần mạng. Hai it 10:15 mong đọc đọc răm đi tì. Chúng quarter quarter này đọc ra mì tì. Phá phá năng lực. Chúng mong đọc lỡ đọc ra mì tì. Dương đại nì tì môn. Có nông ca nì dây máu. Cứ dương nì dây nì tì môn. Bởi sân lỡ. Đã lỡ. Khoa đã khoa. Hóa dương nì dây máu. Tại mà đó. Chúng ngờ tì hó. Cứ đi theo mong đọc đọc ra mì chân. Dương dây đọc ra mì tì môn. Nhưng nghe. It quarter past ten. Màu bật đọc ra mì tí. Dương dây nì tí môn. It quarter past seven. Có vấn đề vừa sân khoa đọc ra mong bật lấy. Ở khoa đọc ra mong đọc. Có dương dây nì tí môn này. Hãy dương bà biệt khoa màu thu. Thu nó cứ khoa. It quarter to ten. It quarter to seven. Chẳng mà. Chẳng cần ông ca này dây máu cứ cái này dây máu bạn này. Look at the clock lấy mình là cả. Which side do we use quarter past? Ta dùng hiên môi na xài xài nè. Ta dùng hiên môi na dương pra past blue or red. Chẳng dùng hiên này dương pra past cứ blue nè, càng blue.
Which side do we use squat to? Ta dương pra chọn là trùng mùi ná chùm hiên mùi ná dương pra thủ quarter thủ chẳng cứ rạp nè dương pra rạp try this dạ đồ mới đi mới write the time so say mouse use your notebooks pra notebook rồi bắt nè chẳng là bọn mớ bọn chạm thà bọn hiên lý cứ dương pra phà còn hiện nay dùng là thủ chấm thì họ tha như là ca mới nè màu phí đọc này tì cho màu phí đọc này tì chấm dương thì dây đọc này tì môn it ten pa thủ thì chẳng mà vừa đi tha màu phí một phay này tì dương thì dây này tì môn chẳng nghe dương dây này tì môn chấm it 20 pa for mong buồn một phần thì tí theo mong buồn phần thì nhớ nhé it 20 pa for ok vừa xong mong buồn cả lá nhưng bà bị how pa vậy it how pa for vậy vừa xong qua một phần mong buồn nhưng thì vậy 20 it 20 to for mong hiểu như nhưng bà thu vậy là qua bà mong buồn it 5 to 4 và anh ấy niệm thì họ chưa chặt sợi nó còn niệm mong nó muốn sai sập ram bây giờ mong muốn sai sập ram mày chân thập ô thì gì bạn nát khoa mát mong đọc anh chân khoa đọc ram mong đọc nhưng lên vậy bị thầm buồn đi đây phổ biến khoa chấm it quarter to ten men it quarter to nine ấy vừa kì khơi kì bùng buồn mát mà tái dương prao hiện nè it quarter to nine có dùng tô it quarter to ten anh ấy cứ dương prao pha nè màu đọc đọc prao chẳng it dương thả đọc prao muốn it ten pha it quarter past ten it quarter past ten อันนี้ควาดับปรามมองไปเหมือนควาดับปรามมองไปจึง it quarter to three นี่มองไปดับปราม it quarter past eight โอนโยนเด้ person โอนสำหรับกลัวตอนโครงการใหญ่มองโอนไอเมื่อสารังไปเนี่ยlook at the pictures label pictures click មើលរូបភាពដាក់សញ្ញារូបភាព choose the word ជ្រើសពាក្យពីប្រអប់ write in your notebook សរសេរនៅក្នុង notebook របស់អ្នក australia ប្រទេស australia microphone microphone computer computerread the text quickly and at the bottom learn. Do you like to study in the same way as Jackie? Ta nè, chú chất sức xả. Nó rộp biếp đôi Jackie nâng tế. Cho người ta ta nè, chú chất riêng đôi rộp biếp Jackie riêng nâng tế. Tell the partner, rộp đầy khu rộp bọt nè. Chú sài phóng rồi xa.กรุ๊ปทอดวิดีโอของเรียนโอนฉันมันอายโอนเพื่อการจะกรุ๊ปตัวให้ก็กรุ๊ปมันอายเรียกจอมซะทอดทีละขนาดโอนเพื่อการจะกรุ๊ปส่งไปเจ็ดสายต่อกรุ๊ปอ่านอัตบอลให้โอนสลับให้โอนจำเตียงสลับถึงออกเนียกรุ๊ปโอนลางมอทีมเปิ้ลโอนคลาสอัดเจโอนคลาสเจโอนคลาสสั่งสโรมอง Hi Today My name is Jackie ชมูระบอกย้อมคือ Jackie I live in Australia ย้อม
Australia. I live far away from the city. Nhóm Bruno chingai, far away. Nhóm Bruno chingai, piti krong. So, lichne. I don't go to school. Nhóm mân ban tờ riêng tê. Nhóm ở tờ riêng tê. I study at home. Nhóm Bruno ạp tia. I use my computer. Nhóm pra computer rồi bọc nhóm. And microphone. Hai nâng microphone. To speak. Đâm bay như vậy. Từ như vậy chỉ mỗi cụ rồi bọc nhóm. At 8 a.m. Nâng mau bầm bay a.m. I sit in front of my computer. Nhóm ẩn quý nâng một computer rồi bọc nhóm. And wait. Hai nâng rong chạm. For my teacher. Xâm rạp cụ rồi bọc nhóm. And classmate. Hai nâng mật rùm thân ạ. Classmate. Today lesson. Mê riêng ngày nữ cứ mặt. I study maths. Nhóm riêng cần đất vị trìa. Nông mong bằng bốn đọc pram đi tì. I love maths. Nhóm riêng cần đất vị trìa. I'm really good at it. Nhóm phụ cài mạnh tên. Nhóm phụ cài vì mạnh tên. In January, nó không khai mẹ cả ra. All my friends, mất phẹt bọc nhóm, thành ơ, go to a classroom, tàu bần tục riêng. In the city, nó không tì cọng, for 1 week, rịa bê mùi sắp đà. We meet our teacher, dương bàn chụp cụ rồi bọc dương nâu tì nông, xâm rạp lớp đồng bộ, first time. In October, nó khai October, we have mini school, dương miền thân ạ, mini, mini school lắm. Thân ạ, cái mini, mini, và dương bỏ thò mà đá cái họ tha, tôi chứ. Our teacher, cụ rồi bỏ dương một phùm, to stay, đầm bay nâu chỉ mùa dương rỉa với bầy thằng ngày. We don't, dương rộm, sing, riêng, and study together. Hai nâng riêng chỉ mùi thương nghiệp, together. We have so some fun. Dương miên ca sắp bài đi đi tràn nè. So so thì bảo thân nè. Much much cũng cứ tràn. So much tràn nè. Mình đang dương pra bàn là chỉ mùi niếm. Rọc. Mình bàn thì biết so much. Bởi so many. Chỉ mùi niếm rọc bàn. Chẳng bởi sân bộ ôn sắp cả bỏ pra là cụ vật toán bộ này. Xa lắm quý. Now read the tick again. I love an at the bottom of the tin. Put a tick that tick muối or a cross little cross nhà quay muối next to the sentence. The job nâng. Brio. One. Jackie doesn't go to school. Jackie mẫn tâu điện tử. Two. She used a computer to study. Niêng pra computer đâm bay sọc xa. 3. She has a math lesson today. Niêng riêng cả đợt vị trí ở niêng riêng mê riêng cả đợt vị trí nó thằng anh ấy. 4. They go to class together. Bù kê tàu nạ riêng trên mùi khí nìa. Dạ bê mùi sọc đá nó không khai mẹ cả ra. January. A teacher visit them in October. Guru rồi bỏ niếng tôi lên kê nắng nó khai October. Chân bồn cực mớ ta ví dụ mùi nát đã tick ví dụ mùi nát đã cross. Thật dân bồn là chứ bác. Bồn này à nát bọt ní xa lần. This is Masi. Nikichi Masi. He come from planet Mars. Write about his school activity. Chẳng đi khi chia Masi còn mau bị phục planet Mars. Ở số xế ông bị sẽ cảm thiếp sẽ là điện. Rồi bác quản. Chẳng phụ ôn có là cứ phục lờ. Ở này cứ mình phục cái kênh khác. Thế nghe. Venus, Pandai, Jupiter ấy.
Uranus, Neptune, Pluto nó cứ sẽ đập phục kì dương rõ ngành cứ rõ nó còn phục hành đây chẳng nó miền phục xinh xinh tiết bốn mơ rụt kia bạn ấy nó lớn cứ miền cả phục hành đây mới thế cứ miền mà lúc ấy rõ nó bạn phục xinh xinh khác là miền mà lúc tê là miền mà lúc tê phục xinh xinh vẫn tái miền lư thà miền lúc chấm like một lúc ấy vẫn là lúc rùa đăng lại hay có số chưa ra đăng thăm miền mà miền bố họ trọc khớ lư thà cái họ họ thảm kê chẳng á. Hi, I'm Marcy. So today, khi ông cư chia Marcy on Monday là thằng ngày chán khi ông mấy kê bố ai cũng bình tạm bố lực khớ như có bác. Draw his table in your notebook. Cú ta rang nó không nộn bụng rồi bác nè. I love stop tàu đai cú rồi bác nè. Write the word he, she, say. So say bịa quạt liếng như vậy. Days of the week. Ngày này sắp đà. Sunday. Bây giờ mất. Monday, Tuesday. Rồi hốt đó sân, rồi hốt đó ngày sau chẳng mà. Month of the year, ngày khai này chẳng October chẳng. Sắp chích, bụng chia, xài à. Chẳng, bốn mơ khẳng cao nè, bốn ai. Mời cho bác. Geography, bụng chia. Monday, November, January, Wednesday, June, Khmer, English, June, lại. Now read the text again. Group bỏ ra con sắp. Đọc tiếp. Read the text again. And at the bottom, đọc tiếp. Đặt sẽ nhà thích, rưu gật nhà cross. Nên chọn là at the bottom. Chúng phố lại and đọc tiếp mà. A. Jackie doesn't go to school. Jackie mình tới điện tế. She uses a computer to study. Nhưng pra computer là bài riêng. She has a math lesson. Nhưng riêng cả đợt chia. Mới riêng đợt chia thằng này nè. She goes to class. Bố kê tạo thân ạc chứ mùi khí nế. Để mùi sắp đá. Nó có nông khai January. A teacher cử bỏ liếng. Tôi lên bố kê. Nó có nông khai October. This is Marcy. Nhi cứ chứ Marcy. He comes from. Còn một vị phục planet Mars. Associate ông bí sẽ cảm thiếp sẽ là bọc quản. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Chẳng playing with lên cho mùi mật phía. Study, Martin. Tuesday, play with lên cho mùi mật phía. Study, visit. Wednesday, study, flying. Study, cooking. Tuesday, no school, no audience, no school, no school, no Saturday, study English, study math. Sunday, study geography, study math. Chắc bốn mươi năng. Bốn ai sẽ xê mà, bốn ai nhé. Được gọi chọn xê công đất bốn ai, cơ dục, nếu mà sẽ xê các bạn. Bạn đáy, bốn thời gian, nếu mà xê bạn trọng. Draw the table in your notebook. Now listen to your partner. Write the word he, she say. Day of the week, Sunday, month of the year, October, subject, science. Geography, Monday, November, January, Wednesday, June, Khmer, English, July. I love Sunday. Remember the days of the week. Chọn chấm ngay đi sắp đà. Order đấm. Đã lục đập. Order nó cứ đã lục đập phổ biến. Nó không nốt bút rồi bỏ. Nè. Chẳng phôn mới. Phôn đã bị ngay tất môn mà. Phô đo ngày sáng. Vì có bị ngay chắc là ngày tất các bạn. Can you remember what the subject are? Write them in your notebook. Chẳng phôn chấm thế nè. Ok. Phụ chết đã ngon. Listen and match. Đáp hai nâng cụ cổ. Chẳng phụ chạm sạp. Phụ chạm thẹp. Phụ chạm sạp hai phụ cổ.
Và sân phụ nạch bác phụ nạch mở thêm nó càng chóng vì trịch buồn, trịch buồn. Đó. Chấm đáp. Script 1.2.4. Number 1. Is there a library? Is there a library? Number 2. Are there any classrooms? Are there any... Text script 1.2.4. Number 1. Is there a library? Is there a library? TypeScript 2.4.4. Hi! I'm a worm! I play with my egg every day! I don't go to school! Hi, I'm Dara. I study English at 8 o'clock. Hi, I'm Sopal. I study physics every day at 10:30. Hello, I'm Bopa. I have geography classes on Tuesday and Thursday at 2:15 p.m. Hello, I'm Marcy. I study flying on Wednesday at 3:45. Okay, bà sân bồn đạp bát bán bồn ai tổ mơ là tổ bò càng chóng cả lại chúng lại thêm bi chạch buồn đi xa mình. Rồi cụ bàn chặt cho lòng và đo kỳ đó chân bốn ai sẽ đọc mà xa tiết chẳng hát bốn.